Hồi ký ngã ba con voi. Tác giả: Thượng sĩ Hùng. Phần 4. Chúng tôi rời Sophie được khoảng 3 tháng yên lành thì có lệnh rút trở về đại đội đang cao điểm mùa mưa năm 1980. Trước hôm rời Sophie, tôi lên nhà mẹ Linh để từ biệt mẹ. Trời đã khuya. Tôi tạm biệt mẹ rồi bước xuống cầu thang. Trời xui đất khiến thế nào? Một con bọ cạp chúa, nó trốn trời mưa lạnh lẽo, chui vào giày tôi nằm cho ấm cúng. Tôi thọt chân vào, nó giật mình, chích tôi cái bụp. Buốt ơi là buốt. Cái nhức buốt này đau đớn hơn hẳn cái trái cối 60 ly của thằng Pol Pot đầu năm 1979. Tôi kêu lên đau đớn, bà mẹ nuôi của tôi, anh con trai cả của bà, chị con dâu của bà đỡ tôi lên nhà sàn, Năm đó để bà chạy thuốc chữa trị cho tôi theo phương pháp y học dân gian. Bà nhai lá thuốc dịt cho tôi, rồi lấy trứng gà luộc lăn lên vết cắn của tôi, lấy khăn chừa mát, lấy thuốc cho tôi uống. Nọc con bọ cạp chúa làm tôi sốt mê man, chân sưng phủ, to húp. Bà mẹ cứ lan trứng Thay khăn trường mát cho tôi Những lúc tôi tỉnh dậy Hé mắt ra nhìn Thì thấy mẹ trong đèn ngồi đấy Suốt đêm lâm dâm đọc kinh cầu an cho tôi Mau lành bệnh Tôi thực sự cảm động Với tấm lòng yêu thương như con đẻ của bà Để rồi sang năm 1982 Tôi trở về Sophie lần thứ nhì Để tìm tới nhà bà Trung đội rút quân về trước Để tôi nằm lại nhà Me Linh điều trị chờ khi khỏi thì về sau với mấy anh chuyên gia việt nam đang ở lại trong phum tham gia xây dựng chính quyền xã bệnh tình tôi thuyên giảm rất nhanh sáng ra tôi ngồi ăn cháo và uống nước được rồi tiêu tiểu đi đứng bình thường chỉ có mu bàn chân phải chỗ con bò cạp trích thì còn sưng được vài ngày dân sophie đánh xe bò đưa chúng tôi rời phum ra lộ năm để trở về đơn vị đại đội 13 này đã lại chuyển về Sofia. Cuối tháng 6 năm 1980, gần như toàn bộ lực lượng của Trung đoàn 4, trừ những đơn vị của tiểu đoàn 1 chốt ở Poipet, tiến quân và đăng cung, hội quân với tiểu đoàn 2 để đánh một trận lớn vào căn cứ công xì lốp của lực lượng Sereka, một tổ chức vũ trang phản động của Campuchia thời bấy giờ. Công xì lốp là một căn cứ nằm giữa biên giới Thái Lan-Campuchia, đây là một khu vực nhạy cảm vì nó có chốt một phần nằm trên đất Thái. Hình như giáp danh với bản nong chan của Thái Lan. Nhưng vì lý do tế nhị, không thấy ghi trong sử sách nên tôi cũng không chắc. Một buổi sáng cuối tháng 6 năm 1980, chúng tôi xuất kích từ đầu Phum Sophia trước sự chứng kiến của dân làng, những bà mẹ Campuchia bằng ánh mắt đăm chiêu thương cảm đưa tiễn những đứa con của mình ra trận. Chúng tôi hành quân hàng dọc, mỗi người cách nhau 10 mét, mấy trăm tay súng của tiểu đoàn, trải dài trên đoạn đường nhiều cây số, xen lẫn trong đó là các đại đội hỏa lực trực thuộc trung đoàn, tham mưu, thông tin, trinh sát đủ cả. Đây có lẽ là một cuộc hành quân lớn nhất của trung đoàn 4 từ sau ngày thành lập mặt trận 479. Đường ra trận mùa mưa, bôn sinh lầy lội, chúng tôi mang nặng gạo đạn trên vai để đi đánh trận dài ngày đơn vị hành quân tiến lên phía bắc rất chậm. đêm đó chúng tôi ngủ tại Đăng Cung và được quán triệt nhiệm vụ là sẽ đánh căn cứ Công Sì Lốp bằng chiến thuật vây lấn như cách đánh của Điện Biên Phủ. 4 giờ sáng chúng tôi được đánh thức cho ăn sáng rồi kéo quân vào trận địa hướng tiến của tiểu đoàn bùn sinh lầy lội. trời đã sáng hẳn thì đơn vị được lệnh dàn quân hàng ngang tiến rất chậm và có lệnh đào công sự để chiến đấu. Sau đó, theo lệnh của chỉ huy, đơn vị lại tiến từng nấc một, mỗi nấc vài trăm mét và chục bước chân. Cũng có những lúc tôi chạy việt dã trên địa hình lầy lội, ngã rúi rụi vì đường trơn trượt. Hai trái lựu đạn hơi MK3 dùng để đánh công sự đeo bên thắt lưng, rơi lúc nào tôi cũng không hay. Đội hình cứ thế mà chậm chậm nâng lên, lên mãi rồi đến xế chiều. Tự dưng, chúng tôi tiến vào một vùng đất đen, cao và khô giáo. Chiến trường yên tiến súng. Chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng cắt bụp, cắt bụp của đạn bắn tỉa. Tôi áp vào một ụ mối. Ụ mối này cũng có một đồng đội của tôi chiếm lĩnh. Áp sát ụ mối, lợi dụng khoảng trống giữa hai thân cây to bằng cổ chân mọc trên đỉnh ụ mối. Tôi thò đầu vào, đảo mắt nhìn trận địa đối phương. Chưa kịp thấy gì thì bên tai tôi nghe nổ một cái toát. Một thằng bắn tỉa đã chơi tôi một phát. May mà không trúng, chỉ trúng cái cây mọc trên đỉnh ụ mối. Chúng tôi đang ở trên một khu vực thoai thoải, cao hơn xung quanh. Ụ mối tôi đứng cách tuyến phòng ngự của địch khoảng 100 mét. Ở cự ly này, chỉ cần hô sung phong chạy một phát là tới. Từ phía sau, tôi thấy đồng chí E, tiểu đoàn trưởng, tay cầm súng ngắn tay cầm bản đồ, hiền ngang đi tới miệng hồ. Lên đi, lên đi mấy anh em, tụi nó chạy rồi. Thằng bắn tỉa chơi liền một phát, may mà không trúng. Nhanh như cắt, đồng chí lùi vào một ụ mối rồi chửi. Để mẹ nó còn. Trời chạm vạng, chúng tôi dàn hàng ngang, súng lăm trên tay, đang đang sát khí tiến vào trận địa. Không phải nổ phát súng nào, thằng địch hoàn toàn tháo chạy chiến thuật vây lấn thành công mỹ mãn. Tôi đứng trên nóc chiến hào, ngắm nhìn trận địa. Hình như tôi thấy bên kia hố có lố nhố bóng người. Rồi thấy một trái B-40 rơi đánh hụt trước mắt tôi. Tôi còn thấy nó nhảy lên một chút, trượt tới một chút, rồi mới dừng lại. Không biết là mơ hay tỉnh đây. Chắc là mơ. Mình đã chiếm lĩnh được trận địa rồi mà. Chẳng lẽ đồng đội lại bắn nhầm? Không nghe thấy tiếng nổ và không thấy chớp lửa đầu nòng từ phía bên kia. Vậy chắc là mơ. Còn trái đạn B40 rớt xuống, nảy lên, rồi dừng lại và nằm ngay trước mắt tôi. Có thiệt hay sao? Mà sao lại là mơ? Hôm nay viết chuyện này ra đây, tôi vẫn còn thắc mắc với trái B40 này. Không biết là có phải nó đã rơi trước mặt tôi trên nóc chiến hào công si lốp năm 1980 đó không? hay là tôi ngủ mơ mà thấy vậy đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình lẫn lộn giữa mơ và thực nhưng cũng cứ viết ra đây cho mọi người đều chiêm nghiệm theo tôi nghĩ là chắc mình mơ nhưng có lẽ ký ức một thời chiến tranh lại sâu đậm đến vậy lại chui vào giấc ngủ đời thường của tôi ngay một nơi chẳng dính dáng gì tới chiến tranh sao trận này tôi ngồi nghĩ lại tôi thấy là mình dùng sức ép cho nó rút vậy. Chúng tôi dàn quân hàng ngang sông tới, túng thế thì nó rút chạy qua Thái Lan là xong. Hướng tấn công của tiểu đoàn 3, trung đoàn 4 đại khái là như vậy. Tuy nhiên, bên phía các đơn vị bạn, và nhất là hướng tấn công của trung đoàn 174, thì không phải đơn giản là như vậy. Đơn vị chúng tôi tuần tra một đoạn căn cứ của mình vừa chiếm được. Tôi tiến vào một căn hầm chỉ huy bằng bê tông cốt thép, có lỗ châu mai như công sự của Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Đồ vật vương vãi, tôi thấy một sấp giấy polyphore còn mới cáu cạnh làm chiến lợi phẩm, ý là dùng để viết thư về gia đình. Có thuyết tây nằm rơi vãi dưới sàn nhà. Tôi hốt lấy một mớ, lọc lọ thuốc penicillin và một bộ đồ rắn di của lính para. Sắc lính nào mặc đồ rắn di thì chúng tôi gọi là lính para. Còn mới cứng, cho vào ba lô luôn. Bộ đồ này mặc rất ngầu. Nó lớn hơn hẳn so với khổ người của tôi. Chắc đồ viện trợ chiến tranh của địch. Tôi có mặc nó một vài lần, rồi mang đi đổi lấy thuốc lá để hút, lúc nào không nhớ. Ngay lúc đó có lệnh di chuyển, nên tôi chỉ thu được nhiều đó. Đại đội tôi được bố trí tại một vùng đất ướt lép nhép ở bên ngoài căn cứ. Nhiệm vụ là chốt chặn đề phòng địch phản kích. Sẵn sấp giấy pơ lưa chiến lợi phẩm, tôi lấy ra chia cho anh em lót ba lô, súng đạn. Vậy là không còn giấy để viết thư. Nhưng không thành vấn đề, chỉ cần một cuốn tập 100 trang, có hình cô gái Thái Lan xinh đẹp là đủ dùng cho tôi cả năm rồi. Hoàn thành nhiệm vụ, Trung đoàn 4 kéo quân trở về với rất nhiều chiến lợi phẩm. Hầu như là toàn bộ đạn gạo của các nước đế quốc viện trợ cho cái ổ phản động lưu vong cái căn cứ kháng chiến của chính phủ son san bị chúng tôi tịch thu hết có cả xe máy tranh ảnh tài liệu đó là phần nổi để các xếp trung đoàn báo công còn mấy cái linh tinh nhẹ nhàng như quần áo thuốc men nhu yếu phẩm các anh lính bộ binh chúng tôi nhặt sạch có anh làm được cái nhẫn bảy chỉ riêng đại đội tôi vì có lệnh đi chốt chặn sớm nên tôi chỉ kiếm được chút cháo như đã khai báo ở đoạn trên Tiểu đoàn 3 rút ra lập trận địa phòng ngự tại một địa điểm gần căn cứ công si lốp vài ngày, rồi có lệnh phá hủy công sự, rút quân trở về. Sẵn mìn MK3 đang được trang bị lúc đánh công si lốp. Lính tráng rút chốt ném vào hầm, nổ bùm bụp cho sập xuống là xong. Riêng đại đội tôi được phân công ở lại lập trận địa phòng ngự tại một địa điểm khác cũng gần căn cứ gần công si lốp. Trung đội tôi được bố trí nằm bên tay phải một con đường bò từ trong nội địa của ta đi đến cái căn cứ này. Đơn vị sống ở đây cũng khá đàng hoàng. Sáng dậy chúng tôi nấu cơm, pha trà, uống lai dài. Rồi một sáng nọ, chúng tôi đang uống trà thì có một anh bạn C-12 trên đường đi truy quét ghé vào uống nước. Đó là anh Lê Hùng Dũng, dân thành đoàn, nhập ngũ cùng ngày với tôi, học trung trường huấn luyện tân binh trung trường huấn luyện hạ sĩ quan. Trước đây lại làm việc chung cơ quan thành đoàn với chị tôi, nên chúng tôi rất thân. Tôi luôn coi anh là bậc đàn anh của mình. Tôi vẫn còn nhớ tháng 4 năm 79, gặp anh bên bờ sông Tông Lê Sáp. Anh cho tôi 2 mét vải cà tê xanh để tôi làm cột võng nằm đỡ. Vậy mà có nằm được đâu? Khổ vải quá nhỏ, dây võng không níu được nó cứ tuột ra làm tôi ngã đập đít xuống đất mấy lần. Hôm sau, đồng đội trong đơn vị kêu tôi ra lấy nó đổi lấy cái ăn cải thiện. Cái ơn nghĩa đó đến nay tôi vẫn còn nhớ. Anh Dũng ngồi uống vài chén trà nhạt rồi dẫn tiểu đội của mình đi tiếp. Mấy tiếng đồng hồ sau, đồng đội khiêng anh về trong cái võng màu xanh quân đội. Đến chốt của tôi, tốp lính đó dừng lại và uống nước. Tôi hỏi, ai vậy? có tiếng trả lời. Anh Dũng, tiểu đội trưởng. Có người nào đó trong đội nói với tôi. Anh này số chết, lẽ ra là tiểu đội trưởng, anh không phải đi đầu. Vậy mà lúc gần tới công si lốp thì anh lại giành đi đầu. Bị bọn lính para nấp trong căn cứ, bắn tỉa, anh chết ngay tại trận. Tôi lật võng nhìn anh, thấy mặt anh vàng bợt, anh chết đã lâu, sắc đã cứng, dáng anh thư sinh nằm gọn lọn trong chiếc võng hài lớp. Mắt còn đang mở. Anh chết trẻ và đột ngột như vậy mà nhắm mắt yên sao được. Tôi vút mắt thật lâu thật lâu. Cố làm sao cho cái hơi ấm từ lòng bàn tay của mình làm mềm mi mắt của anh lại để anh nhắm mắt xuôi tay mà yên nghỉ. Và rồi mắt anh cũng khép lại. Nhìn anh tôi thấy lòng mình bâng khuâng, xúc động. Tôi đậy võng lại rồi chép miệng tại số cả thôi. Cũng ngay trận địa công xí lốp này, cách nay mấy ngày tôi đã bị lính bắn tỉa mà không chết. Căn cứ này bị triệt thoái, vậy mà vẫn còn có thằng nào đó nấp vô để bắn tỉa. Hạ được anh, không phải tại anh bắn số thì là gì? Than ôi, con người sống chết có số, một đoàn viên ưu tú như vậy, một tiểu đội trưởng ngon lành, vậy mà vắn số. Viết tới anh Lê Hùng Dũng, bỗng tôi nhớ tới khí thế của những quân nhân nhập ngũ ngày mùng 3 tháng 12 năm 1978. Toàn là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong đó có những cán bộ thành đoàn như anh Lê Hùng Dũng, anh Nguyễn Văn Hoan. Anh Hoan hy sinh năm 1979 khi đi truy quét bị lính Pol Pot bắn chết trên con đường sắt. Tôi không chứng kiến tận mắt, chỉ nghe anh em C12 nói lại nhớ tới một anh bạn mặt mụn anh tên trung dáng cao cao gặp ai cũng kêu là sáu bảnh anh cùng tôi đi đánh cái trận hình như ở âm len vào cuối tháng ba năm bảy chín trận này d ba bị chết nhiều không biết anh có hy sinh không tôi nhớ trước khi dàn quân vào trận đánh anh cũng vác khẩu b bốn như tôi còn đứng nói chuyện pha trò sáu bảnh sau trận này tôi không gặp lại anh hay là anh đã hy sinh trong trận đó rồi Nhớ tới dân thành đoàn, nhập ngũ ngày mùng 3 tháng 12, tự dưng tôi lại nhớ tới bài hùng ca một thời, được các anh cầm đàn hát rôm giả dạ trên cái tao trường nắng đỏ ra người của Trung tâm Huấn luyện Quang Trung vào cuối năm 1978. Cùng nhau đi hồng binh, đồng tâm ta đều bước, đừng cho quân thủ thoát, ta quyết chí hy sinh. Các anh em bạn của tôi nhập ngũ ngày đó đã hy sinh nhiều trong những trận đánh năm 1979-1980 này không biết có ai thống kê xem là còn lại được bao nhiêu người đơn vị chốt ở đường bò đó được khoảng một tuần thì đại đội 13 được lệnh phá hủy công sự rồi trở về Sofia riêng trung đội tôi lại được phân công chốt giữ ở Fumreal nhằm bảo vệ từ xa trận địa pháo 105 đóng ở gần suối cạn hướng bắc Sum Sofia Breau là một vùng đất cát nằm giữa trục đường từ ngã ba Nimit đi Đăng cùm Từ Breau đi theo hướng nam 2 km về tới suối sâu, rồi đi tiếp 3 km nữa là về tới suối cạn. Đi tiếp 3 km là về tới Phum Sophia, vị trí là 8 km. Phum Breau có rất nhiều dừa, có cả những cây dầu, cổ thụ, cành lá xung xuê. Trung đội tôi quân số khoảng trên 10 người chốt giữ ở đây trung đội trưởng là đồng chí thành anh em thường gọi là thành bao tử vì anh thường hay lên cơn đau bao tử phum breao bỏ hoang từ lâu chắc từ thời pol pot nhà cửa chẳng có cái nào nguyên vẹn nhưng vật liệu xây dựng từ các căn nhà hoang tàn đổ nát thì rất nhiều chúng tôi vác những cột gỗ tròn to bằng bắp về làm nóc công sự hình chữ u cực kỳ kiên cố lấy gỗ tôn làm lán trại dạ chiến vật liệu có sẵn đất cát lại dễ đào nên chỉ trong một ngày là chúng tôi đã làm xong công sự chiến đấu và ở nhà hàng ngày đơn vị tổ chức đi truy quét lên hướng bắc hoặc xuống hướng nam một đoạn vài cây số rồi lại quay về không biết tại sao tiểu đội tôi lại thường được phân công đi truy quét về hướng nam chúng tôi đi một đoạn khoảng hai cây số đến một khu vực suối sâu đứng nấp đầu đó, quan sát cảnh giới một chập rồi lại quay về. Về cách nhà chừng một cây số thì chúng tôi đi ngang qua một rừng hoa dại mọc ven đường. Tại chỗ này có một thân cây bằng lăng đổ. Tôi thường dừng lại tại đó, cho anh em phân tán ra nghỉ. Cái cây này thế nó ngả rất đẹp, gốc nó nằm ven đường lộ. Nó ngả vào bên trong vùng góc với lộ, gốc lại bạnh to cao tới thắt lưng nằm sau cái cây này tận dụng nó làm công sự chiến đấu thì thật tốt chỉ cần một người ngồi canh gác còn lại toàn bộ năm ngủ cũng chẳng sao nói vậy chứ sao mà ngủ được nhưng nằm ngắm cảnh thì quả là tuyệt vời tại đây tôi thường cởi bao xe đạn ra lấy nó để gối đầu mặt quay về hướng lộ còn mình thì nằm trên thảm hoa dại màu tím thảm hoa này mọc tập trung khá rộng ra hoa thường xuyên. Tôi ở Prea một tháng, ra đây nằm thưởng thức hoa lá mây trời cũng được vài lần. Hoa này tên là gì tôi cũng không biết. Cánh hoa mỏng manh như sao nhái, hơi giống hoa cúc dại màu tím của mình, nhưng chỉ thấp hơn, chỉ cao ngang đầu gối. Nằm giữa thảm hoa, hai bên mắt tôi toàn là hoa và lá. Cảnh tượng thật nên thơ, rung động người lính trẻ. Tôi ngước mắt nhìn trời, tháng 7 mưa ngâu, trên trời mây trắng rất nhiều, bầu trời trong xanh từng cụ, mây trắng lực lơ trôi. Chúng tuần tự diễu hành qua đôi mắt của tôi, thiên hình vạn trạng, không cụ mây nào giống cụ mây nào. Nhìn trời xanh mây trắng, gió thổi hưu hưu, hoa lay lất phất. Tôi cảm thấy đời lính của mình tuy gian khó, nhưng lúc này sao lại nên thơ, lãng mạn như một thước phim. Có lẽ khoảng thời gian ngắn ngủi say xưa với trời đất này, cái rung động trước cảnh ngàn năm mây bay, nó đã thôi thúc, tôi quyết định về vườn sớm. Năm 46 tuổi, tôi dứt khoát rời bỏ Sài Gòn, về quê tôi ở Bến Tre, để sống hòa mình với thiên nhiên, thưởng thức mây trời, trăng nước. Nhưng cảnh vật thiên nhiên ở thị xã Bến Tre quê tôi lúc này đã đồ thị hóa, không nên thơ, chỉ đáng vài điểm so với thiên đàng trời mây hoa lá của tôi ở Preau. Thường thì tôi chỉ nằm ngắm cảnh vật chừng 15 phút rồi kéo quân về. 15 phút ấy biết bao nhiêu tình. Tôi đã từng dặn với lòng mình là phải miêu tả lại cho bằng được cái cảnh đẹp rung động lòng người này cho mọi người cùng thưởng thức, nhưng không biết là tôi tả cảnh có hay không. Chắc chỉ đáng vài điểm so với cảnh vật ở ngoài đời ban ngày thì tôi làm bạn với mây trời đêm tối lại làm bạn với tắc kè hàng đêm chúng tôi chia nhau canh gác cực kỳ nghiêm ngặt vì mình chốt độc lập lạnh lưng nên rất cảnh giác một phiên gác đêm rất lâu tiểu đội chỉ có mấy người nên mỗi người phải gác tới mấy tiếng đồng hồ đêm khuya thanh vắng không gian cực kỳ tĩnh lặng tôi đeo súng đi qua lại rồi kiếm chỗ khuất mà đứng đứng đã rồi kiếm chỗ mà ngồi, đầu óc trống rỗng, vô tư không lo nghĩ gì. Chỉ có mấy con tắc kè trên cây là làm bạn với tôi, thỉnh thoảng nó lại kêu lên một vài tiếng. Nhiều lúc tôi cũng để ý xem tiếng tắc kè kêu bao nhiêu tiếng, chẳng lẽ ra thế nào. Theo lời truyền miệng thì người ta thường đếm những tiếng kêu bao nhiêu tiếng để đoán hên xui. Tôi không biết cách tính như thế nào, nên cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng chẳng có việc gì làm, thì ngồi đếm tiếng tắc kè cho qua ngày đoạn tháng. Mà thực ra tôi cũng chẳng nhớ tắc kè kêu mấy tiếng. Hình như nó kêu rất nhiều, cả chục tiếng thì phải. Không phải một con mà có tới mấy con thay nhau kêu. Tôi còn nhớ mấy con tắc kè này làm bạn trong khoảng thời gian hiu quạnh đó. Nên giờ còn nhớ tới nó. Đã 29 năm trôi qua, mấy con bạn tắc kè này này chắc đã đầu thai chín kiếp rồi. Một buổi sáng nọ, tôi dẫn tiểu đội của mình đi thông đường, về phía suối sâu. Chúng tôi đi hàng dọc, AK đi trước, Hòa lực theo sau, cách nhau chừng 10 mét. Cẩn trọng hành quân trong sự im lặng, cảnh giác. Đến suối sâu, tôi phân tán cho anh em đứng nấp vào các thân cây dầu to ven đường mà nghỉ chân cảnh giới. Phía sau chúng tôi có tiếng ồn ào. Một tốp lính đang cáng bệnh từ trong tiểu đoàn 2 ở Đăng Cum đi ra k 3, ở ngã ba Nimit. Đột nhiên, có một chàng tiểu liên AK quất thẳng vào cái đám người ồn ào đó. Ngay lập tức, anh bệnh binh đang nằm thiêm tiếp trên cáng, bật dậy như lò xo, chạy thẳng một hơi vượt qua suối sâu về Nimit, để lại mấy anh lính mang võng lót tót chạy phía sau. Quay lại mếu máu nói với chúng tôi. Để mẹ, nó đang bệnh mà nó còn chạy nhanh hơn cả tụi này tôi mỉm cười lắc đầu chẳng biết nói sao anh ta không có súng trong tay tàu vi là thượng sách chúng tôi lúc này cứng cựa rồi ba cái vụ tập kích nhỏ lẻ như vậy ăn nhằm gì chúng tôi có hỏa lực mạnh trong tay đã trải qua chiến trận được huấn luyện chiến đấu bài bản và chúng tôi đang chờ xem diễn biến tiếp theo của trận tập kích này là gì thằng para coi vậy mà lại sợ không dám nhào ra để chơi tiếp nó co giò chạy thục mạng vào rừng sâu khu vực suối sâu lại yên tĩnh tốp lính tải bệnh lội qua suối sâu đi tiếp về tuyến sau Còn chúng tôi quay trở lại trận địa của mình trong trạng thái căng thẳng và thấy càng phải cảnh giác hơn vì sự quấy rối vừa rồi ta đang ngoài sáng còn bọn địch ở trong tối đi qua cây bằng lăng cổ thụ chốc gốc qua thảm cỏ hoa của mình tôi chép miệng từ giã Tình cảnh này không thể nằm ngắm trời mây hoa lá nữa rồi. Chúng tôi đi thẳng về nhà báo cáo tình hình. Không phải bọn địch chỉ phá rối trên tuyến đường này đâu. Chúng còn có những hoạt động đánh phá khác mạnh hơn vào điểm yếu cố hữu của bất kỳ đoàn quân viễn trình nào. Đó là đánh vào con đường hậu cần, tiếp lương tài đạn. Đoàn xe hậu cần chở thực phẩm từ Việt Nam sang, tiếp tế cho chúng tôi ở tuyến trên bị phục kích. Kết quả là không có muối phát cho bộ đội. Thiếu muối, lập tức chúng tôi bị suy giảm về thể lực. Vì lý do đó, trung đội tôi được lệnh rút quân về Sofia. Chúng tôi cắt đường rừng về đại đội, chỉ 8 cây số thôi mà đi từ trưa đến chiều mới tới. Vì đường rừng khó đi, vì sức khỏe anh em bị suy giảm. Nói sức khỏe kém là nói chung, chứ riêng tôi, Lúc đó tôi thấy sức mình còn chịu đựng được. Về đến đầu phun Sophia, tôi thấy làng mình lúc này coi bộ đông vui hơn trước nhiều. Công sự ngay từ đầu làng do một anh bạn vui tính đóng chốt. Đó là anh Minh Heo, lính nhập ngũ tháng 3 năm 79. Tôi cũng không biết tại sao anh có biệt danh này, nhưng coi bộ anh không buồn phiền gì lắm với cái danh hiệu bất nhã đó. Đơn vị tấp vào chốt của anh Minh ngồi chơi sời nước, còn trung đội trưởng thì đi nhận địa điểm bố trí quân. Nói đến cái chốt đầu phum Sophia, tự dưng lính tiểu đoàn 3 nhớ ngay đến nhà bà tiếng Việt. Bà này thực ra cũng còn trẻ, U40 thôi. Bà có một cô con gái, chơ chuôn Campuchia, nước da đen, hàm răng trắng, chơ chuôn nghĩa là nhân dân. Cô này rất xinh, nhiều anh để ý trong đó chắc có anh Minh nhà mình Anh cắm chốt ở đó Ngay hậu phương nhà bà Cai quản luôn cả cái khu vực tắm rửa Và vườn chuối nhà bà Cái vườn chuối này hai mẹ con bà Mỗi ngày vẫn thường ra Bứt cỏ khi cần thiết Anh nằm đó Ngắm nghĩa cô em hàng ngày Không biết có thấy gì không Nhiều chuyện vui lắm về mẹ con bà này Nhưng kể ra thì không tiện Thấy mới tin Tôi chỉ kể chuyện mình thấy thôi còn chuyện lính tráng truyền miệng thì không dám viết ra đây, sợ không chính xác anh em lại bắt lỗi. Trong số những người ái mộ cô con gái bà tiếng Việt này, có tôi trong đó, nhưng tôi chỉ là fan hâm mộ thôi, vì cô trẻ trung, xinh xắn. Chứ thật ra tôi thích cổ khác cơ. Về lại Sophia, trung đội chúng tôi được bố trí ngay vào một khu vực đầu phun, bên phải con lộ đất nối ngã ba mít đến Đằng Cùm. Phía sau trung đội tôi chừng 100 mét, có một hồ nước nhỏ núp sau lùm cây rậm rạp. Nằm cách ngã ba ni mít hai cây số, qua gần 30 năm tôi thấy ít thay đổi. Vì có lẽ năm 1981, dân làng bị di rời, cái phum này bỏ hoang, không ai rảnh mà vô đây sàn lấp, xây dựng rồi sửa chữa. Từ ngày thành lập mặt trận 479 đến nay, tiểu đoàn 3 luôn luôn được phân công là đơn vị cơ động của trung đoàn 4 chúng tôi chốt ở đây kể như là hưởng nhàn vì phum sophia là khu vực trung tâm của trung đoàn không có địch tuy nhiên cái gì cũng có luật bù trừ của nó chốt ở sophia thì sướng nhưng ở yên không bao lâu vài tháng một lần chúng tôi lại phải lên đường đi truy quét hoặc đánh điểm hy sinh gian khổ hiểm nguy nhiều lắm rồi từ từ tôi sẽ kể cho các bạn nghe Tiểu đoàn 1 lúc đó chốt ở cực khẩu Poipet, giáp biên giới Thái Lan. Coi vậy mà êm, vì chủ trương của Thái Lan là không trực tiếp đụng chạm đến Việt Nam. Họ chỉ tiếp tay cho Pol Pot và các thế lực phản động lưu vong của Campuchia đánh Việt Nam thôi. Chỉ có những cao thủ mới chơi được nước cờ này. Kẻ thù của kẻ thù là bạn của mình. Bắc Kinh cũng chơi cái nước này nó nuôi dưỡng kẻ thù Việt Nam để đánh Việt Nam. Chỉ tội nghiệp cho những thằng lính chúng tôi gồng lên mà chịu trận. Tiểu đoàn 2 đóng quân ở Đăng Cung, tuy vững như bàn thạch, nhưng bấy giờ cũng đang oải lắm. Vì hay bị địch quấy nhiễu, như cái kiểu thằng Para bắn lén vài phát ở con suối sâu. Nếu ta chủ quan khinh địch, rồi ngủ quên trên chiến thắng, thì kẻ thù xông vào làm thịt ta liền nhận chốt, ổn định chỗ ở xong. Chiều hôm sau chúng tôi lò dò ra phung chơi. Cùng đi có anh Thạch trung đội trưởng. Từ cái chốt của tôi bước ra đầu phum chỉ khoảng hơn 100 mét là tới lộ. Tôi đi tà tà trên trục lộ chính, được vài chục bước chân, thì ghé vào một nhà dân. Nhà này đang dã gạo, một cô gái dáng người cao giáo, ngực nở eo thon, vận chiếc áo sơ mi trắng bó sát thân hình cân đối, đang đứng đạp cối cô nhún lên cái cần giã gạo để cần giã bật lên theo nguyên tắc đòn bẩy rồi thả lòng chân cho cái chày nện vào cái cối cứ thế mà giã cho hạt thóc chóc vỏ ra thành gạo anh thạch thấy gái đẹp thì muốn làm quen kéo tôi vào xin cho công tốt việt nam giã gạo với cô cười tươi xin mời và né ra tôi không dành tiếng campuchia tất nhiên là tôi phải giã gạo còn anh Thạch thì đứng nói chuyện với người đẹp Nói chuyện một hồi Thì cô xôm lia Và lịch sự mời chúng tôi ghé vào nhà Chúng tôi ở đó dã gạo cho xong Nói chuyện với bà mẹ Campuchia Chủ nhà đó chút đỉnh Rồi cũng xôm lia mẹ Cho chúng tôi đi Vừa rời khỏi nhà Anh Thạch rủ tôi tới nhà cô gái hồi nãy chơi đi Tất nhiên là tôi đồng ý Bụng dạ bảo Không phải chỉ mình anh thích cô ta đâu Tôi cũng thích chứ bộ Tướng tá cô đẹp như người mẫu Mà đám con trai chúng tôi không thích Thì chắc là kẻ bị bệnh Chúng tôi là lính tráng Nam tính đầy mình cơ mà Thế là chúng tôi hiên ngang Lên đường đi thăm nhà người đẹp Nhà cô ở bên đường Theo con đường mòn nhỏ chừng 100 mét thì tới Căn nhà sàn của gia đình Cao giáo, rộng rãi, vững chắc Tiếp đón hai anh em chúng tôi Là ba mẹ và anh trai của cô còn cô thì có vẻ e lệ thụt thò tất nhiên con gái mà chẳng lẽ gặp trai thì nhau ra tiếp chuyện liền sao ở campuchia vào thời điểm đó dân thương bộ đội bộ đội tới nhà chơi cả nhà ra đón rồi chúng tôi biết tên cô là Thình, là con gái thứ của gia đình cô có một người anh đã có vợ ở riêng gần đó và mấy đứa em số tôi số hưởng công anh thạch làm quen vậy mà tôi lại được cảm tình của cô thêng và của cả nhà cô có lẽ do bận làm quen với mấy em mê mai chịu chơi hơn mà anh thạch từ từ lui ra để lại một mình tôi thường xuyên lui tới nhà cô thêng để chơi với người anh trai của cô và cái chính là để gặp gỡ nói chuyện với cô thỉnh thoảng cô mời tôi ở lại ăn cơm mời rất trang trọng phi sa pai pong ở Campuchia phân biệt rõ ba loại từ ăn. Sipai là ăn cơm. Tiếng thông dụng thường chỉ nói với mấy đứa con nít. Hopai là ăn cơm. Tiếng lịch sự để nói với người đồng lứa. Fisapai là dùng cơm. Tiếng trang trọng để nói với người trên kẻ trước. Tôi vẫn thường được ăn những bữa cơm ngon tại nhà em thêm. Cơm gạo trắng dã tay ăn với canh cá nấu với mắm bỏ hóc rất ngon rất đậm đà có một lần tôi được anh trai của cô mời dùng cơm với món đặc sản là canh thịt gà nấu mắm bỏ hốc và lá cần sa lá cần sa giống lá tần ô dân campuchia lấy lá cần sa nấu canh như mình nấu canh rau tần ô với cá thác lát món canh đó rất ngon tôi chỉ được thưởng thức một lần trong đời nay hương vị xa sao tôi chẳng tài nào nhớ nổi Do thấy tôi đàng hoàng, chững chạc, nên ba anh thêm rất quý. Ông thường ngồi tiếp cơm tôi trên phòng khách. Bát đĩa trắng tinh được em thêm dọn ra sang trọng. Tôi dừng cơm với ông bà, bụng dạ để ở nhà dưới, nơi em thêm đang ngồi ăn với mẹ và mấy đứa em nhỏ. Có lần tôi ra nhà sau rửa miệng, lấy nước uống, thấy em thêm đang ngồi bốc cơm ăn rất ngon lành. Gặp tôi em lúng túng, mặt lúng la lúng liếng miệng lúng ba lúng búng, mời phi xa bài bòn. Thì ra cái mâm cơm tôi ăn với ông già trên phòng khách, thuộc loại mâm cao cỗ đầy, còn ở nhà dưới chỉ ăn cơm mắm, bốc tay, qua ngày thế thôi. Tôi tuổi trẻ vô tâm, chưa lịch duyệt sự đời, đã từng ăn uống nhiều lần món ngon, vật lạ của các ba, các mẹ, các anh, các chị Campuchia, mà chưa lần nào bày tỏ được một tiếng o quân, trân trọng tận đáy lòng để người cho hà dạ. Bộ đội tình nguyện Việt Nam ở Campuchia lại nặng tình với nhân dân Campuchia, nơi họ đóng quân là như vậy. Vì họ đã được đối xử rất người, được dân thương yêu, đùm bọc cơm gạo nghĩa tình. Nợ tiền không nặng, nợ cơm áo, nợ ân tình mới là nặng nợ. Hết phần 4.